Xin kính chào quý vị khán giả, chào đón quý vị đến với phần tin tức buổi sáng thứ hai, 10 tháng 4 2023. Mở đầu chương trình kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến, số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệmyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây, saffron. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ ngày hôm nay, hơn 100 tài liệu mật của Hoa Kỳ bị rò rỉ trên mạng xã hội. Một số tài liệu mật mới của Hoa Kỳ tiếp tục bị rò rỉ và xuất hiện trên các trang mạng xã hội. Vào ngày 7 tháng 4, một viên chức tình báo cấp cao gọi việc này là cơn ác mộng đối với Five Eyes, nhóm chia sẻ thông tin tình báo gồm Hoa Kỳ, Anh Quốc, Úc, New Zealand và Canada. Theo New York Times, viên chức Hoa Kỳ cho biết quy mô của vụ rò rỉ hơn 100 tài liệu này cùng với độ nhạy cảm của chúng có thể gây thiệt hại nặng nề. Các tài liệu mới nhất xuất hiện trên Twitter và các trang khác chỉ một ngày sau khi viên chức Hoa Kỳ cho biết họ đang điều tra về vụ rò rỉ thứ nhất. Trong vụ đầu tiên, các tài liệu mật có nội dung liên quan kế hoạch chiến tranh tại Ukraine. Một trang đề ngày 23 tháng 2 được dán nhãn Secret and No Phone, nghĩa là tài liệu mật không được chia sẻ với nước ngoài. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ và đang liên lạc với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Viên chức tại một số cơ quan an ninh quốc gia cho biết họ đang gấp rút tìm ra nguồn rò rỉ và thừa nhận có khả năng một lượng nhỏ thông tin mật được đăng tải đều đặn trên các trang web. Theo các chuyên gia, rất khó để đưa ra kết luận về việc ai đã tiết lộ thông tin và tại sao. Họ cho rằng có nhiều ví dụ về tài liệu bị rò rỉ được sử dụng trong các chiến dịch tuyên truyền và đặc biệt là để tuyên truyền thông tin sai lệch, nhưng điều này đang xảy ra với những tài liệu mật của Hoa Kỳ vẫn chưa rõ ràng. Ông Kyle Walter, giám đốc nghiên cứu tại Lockheed Martin, một công ty của Anh chuyên theo dõi thông tin sai lệch, cho biết cuộc xung đột ở Ukraine có nhiều vụ rò rỉ tài liệu hơn các cuộc xung đột khác, một phần là do vai trò của tình báo nguồn mở và tình báo giải mật trong cuộc xung đột. Nhiều tiểu bang cân nhắc cấm sản phẩm chứa hóa chất vĩnh cửu PFAS. Ngày càng có nhiều tiểu bang cân nhắc việc ban hành lệnh cấm lưu hành mỹ phẩm và các sản phẩm tiêu dùng chứa một nhóm hóa chất tổng hợp có thể gây hại, còn được gọi là PFAS. Trong tuần này, Thượng viện Vermont thông qua lần cuối dự luật cấm các nhà sản xuất, cung cấp bán và phân phối mỹ phẩm hoặc sản phẩm chứa polyfluoroalkyl và polyfluoroalkyl cũng như một số hóa chất khác. Theo Thượng nghị sĩ Terry Williams, rất nhiều sản phẩm chứa hóa chất độc hại như dầu gội, đồ trang điểm, chất khử mùi, kem chống nắng, thuốc nhuộm tóc. Theo ông, trong số các hóa chất độc hại được sử dụng hoặc tìm thấy trong sản phẩm chăm sóc cơ thể có PFAS, chì và formaldehyde. California, Colorado và Maryland cũng thông qua các hạn chế tương tự đối với mỹ phẩm sẽ có hiệu lực từ năm 2025. Trong khi đó, hai tiểu bang Washington và Oregon đang xem xét các đề nghị, giống như California, Colorado đề nghị nói không với PFAS của Vermont không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm và sự tồn tại của PFAS trong môi trường hiện nay quá lớn. Dự luật đang được Hạ viện Vermont xem xét sẽ mở rộng lệnh cấm đối với quần áo và hàng dệt may, trong đó có vải bọc, rèm, khăn tắm cố ý sử dụng PFAS. Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường, nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc với PFAS làm tăng nguy cơ ung thư chậm phát triển ở trẻ em, tổn thương các cơ quan như gan và tuyến giáp, tăng mức cholesterol và giảm chức năng miễn dịch, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Do đó, tháng 3 vừa qua, cơ quan này lần đầu tiên đưa ra giới hạn hóa chất trong nước uống, nhấn mạnh hành động này có thể bảo vệ hàng ngàn sinh mạng cũng như ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng, trong đó có ung thư. Việc sử dụng các hóa chất này hầu hết được loại bỏ tại Hoa Kỳ, nhưng vẫn còn tồn tại ở một số sản phẩm. Tỷ lệ cắt giảm việc làm tăng gần 400% trong quý 1 năm 2023. Theo Epoch Times, trong quý 1 năm 2023, các nhà tuyển dụng có trụ sở tại Hoa Kỳ thông báo cắt giảm 270.416 việc làm, tăng 396% so với con số 55.696 trong quý 1 năm 2022. Theo báo cáo của Challenger Gray and Christmas, một công ty hỗ trợ tìm việc cho nhân viên bị sa thải, đây là số việc làm bị cắt giảm trong quý 1 cao nhất kể từ năm 2020, cũng như số việc làm bị cắt giảm hàng quý cao nhất kể từ quý 3 năm 2020.
Người sử dụng lao động thông báo cắt giảm 89.703 việc làm vào tháng 3 năm 2023, tăng 15% so với tháng 2 và tăng 319% so với tháng 3 năm 2022. Lý do hàng đầu được các công ty viện dẫn cho việc cắt giảm nhân viên là do điều kiện kinh tế hoặc thị trường, góp phần gây ra việc cắt giảm 167.575 việc làm trong quý 1 trên tổng số 270.416 việc làm bị cắt giảm. Cắt giảm chi phí là lý do đứng thứ hai chiếm 24.825 lần cắt giảm. Các lý do chính khác bao gồm đóng cửa doanh nghiệp, tổn thất tài chính, suy giảm nhu cầu và tái cơ cấu. Trong vài tháng qua, các hãng công nghệ lớn như là Alphabet, Google, Microsoft, IBM và Meta, Facebook đều tuyên bố sa thải hàng loạt nhân viên và cắt bỏ nhiều bộ phận. Trong cuộc phỏng vấn với Epoch Times, bà Hanum Asadi, giám đốc tầm nhìn xa tại công ty tư vấn nhân sự Sera, nói rằng việc sa thải nhân viên ngành công nghệ là xu hướng xảy ra cứ sau khoảng 10 năm, với số lượng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào tiền đề kinh tế của thập kỷ đó. Theo bà Asadi, đầu tiên, họ sa thải nhân viên hợp đồng, sau đó là nhân viên chính thức, nhưng họ nhận ra rằng họ vẫn cần phải làm việc. Vì vậy, họ thuê nhân viên hợp đồng mới để tiết kiệm 30% chi phí chung, phúc lợi cho nhân viên toàn thời gian và trưng ra những số liệu đẹp hơn để nhìn như có lãi trước mắt kiểm toán viên, đặc biệt nếu công ty chuẩn bị niêm yết chứng khoán. Số việc làm mới được tạo ra trong tháng 3 thấp hơn so với tháng 2. Theo Reuters, cơ quan thống kê lao động vừa công bố báo cáo về thị trường lao động và việc làm của Hoa Kỳ trong tháng 3. Nhìn chung, số việc làm mới được tạo ra ít hơn so với tháng 2. Theo báo cáo, trong tháng 3, Hoa Kỳ có thêm 236.000 việc làm mới trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, thấp hơn mức trung bình trong 6 tháng qua là 334.000 việc làm một tháng. Tỷ lệ thất nghiệp không thay đổi ở mức 3.5%, tương đương 5.8 triệu người. Các lĩnh vực tạo ra nhiều việc làm nhất trong tháng 3 là du lịch, khách sạn với 72.000 việc làm mới, thực phẩm và đồ uống thêm 50.000 việc làm, các cơ quan chính quyền tạo thêm 47.000 việc làm, còn các lĩnh vực giảm là bán lẻ, xây dựng, kho bãi và nội thất. Mức lương trong tháng 3 tăng 0.3% so với tháng 2, đạt mức trung bình 33.18 Mỹ Kim một giờ, và trong 12 tháng qua tiền lương theo giờ tại Hoa Kỳ đã tăng 4.2%. Về thời gian làm việc, thống kê cho thấy có sự khác nhau giữa công việc hành chính và sản xuất trong khối hành chính. Số giờ làm việc một tuần là 34.4 giờ, trong khi ở lĩnh vực sản xuất, người lao động vẫn đang làm 40.3 giờ một tuần và số giờ làm thêm của mỗi người trong tuần là 3 giờ. Số liệu này cho thấy thị trường lao động ổn định và gợi ý rằng Quỹ Dự trữ Liên bang Fed có thể cần phải tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới. Giới chức Hoa Kỳ cảnh báo rằng các dấu hiệu kinh tế mới cho thấy nguy cơ suy thoái kinh tế vẫn hiện hữu. Do đó, Fed đang đặt mục tiêu đạt được gọi là hạ cánh mềm, tức là tăng trưởng chậm lại, vừa đủ để kiềm chế lạm phát mà không khiến cho nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái. Hoạt động tại các thương cảng miền Tây Hoa Kỳ bị gián đoạn, thiếu công nhân. Cuối tuần qua, hoạt động tại các thương cảng miền Tây Hoa Kỳ bị gián đoạn do thiếu nhân viên, giữa lúc nghiệp đoàn công nhân cảng vẫn đang đàm phán với các nhà vận tải biển về hợp đồng mới. Tình trạng gián đoạn làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng. Hiệp hội Hàng hải Thái Bình Dương PMA, đại diện cho các công ty hàng hải hàng đầu có hoạt động tại bờ biển miền Tây Hoa Kỳ, ra thông báo cho biết nghiệp đoàn đại diện công nhân tại các cảng Los Angeles và Long Beach cùng thực hiện kế hoạch cho người lao động nghỉ việc, dẫn tới tình trạng nhiều vị trí tại các cảng không có người làm trong đêm cuối tuần. Tình trạng trên tiếp diễn khi nghiệp đoàn Local 13 cho người lao động nghỉ việc. Cụm cảng đôi có tổng diện tích 31 km2 trên vịnh San Pedro, phía nam California, là nơi lưu thông khoảng 40% container hàng hóa vào Hoa Kỳ. PMA cho biết các nghiệp đoàn cho nhân viên nghỉ việc giữa lúc các cuộc đàm phán về hợp đồng mới vẫn đang diễn ra. Họ lo ngại rằng hành động này làm ảnh hưởng đến uy tín của các thương cảng ở bờ biển phía Tây. Tuy nhiên, nghiệp đoàn Local 13 thông báo công nhân tại các cảng Los Angeles và Long Beach vẫn làm việc như bình thường và họ không hề cho người lao động nghỉ việc. Đại diện cảng Los Angeles thông báo vẫn đang liên lạc với nghiệp đoàn và PMA để khôi phục các hoạt động tại cảng này. Theo báo chí địa phương, toàn bộ 7 làng chuyển hàng ở cảng Los Angeles và 4 trong tổng số 6 làng ở cảng Long Beach đóng cửa trong ngày 7 tháng 4. Giám đốc điều hành cảng Long Beach Mario Cotillo cho biết ông quyết định đóng các làng chuyển hàng sau khi công nhân không đến làm việc ca sáng, đồng thời hy vọng hoạt động sẽ trở lại bình thường trong ngày 8 tháng 4.
Theo Los Angeles Times, tình trạng thiếu người làm xảy ra sau khi nghiệp đoàn và đại diện các công ty hàng hải bắt đầu đàm phán về một hợp đồng mới có liên quan đến tiền lương và vai trò của tự động hóa.